Tôi hô đồng ra tôi gặp cửa ai đi à, ở trong gọi cha đi nhá. Đồng ra tự lập cửa ai, gọi cha đi. Đồng ra cúc cùng bái, tất cả lấy đi ba cái. Con Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Chí Kim Cứu Việt Nam Quốc Thái Nguyên tỉnh thành phố Thái Nguyên, tại địa chỉ tổ 10 phường Đồng Quang, Tuế Thứ, Canh Tý, Liên, Đông Thiên, Thập Nguyệt, Sơ Ngũ Nhật. Kim Thần Hiếu Tử nay đại diện cho Trung Cung Thừa Mẫu Bạch là Phạm Thị Năng, cùng tất cả anh chị em con cháu trong nhà đồng lòng tất tân tất kiến tu thiết lễ Phật Hương Đăng Trà Quả. Đăng Trà Quả thực tạp bàn tư tình cơ trầu chén nước trên hiệu ngọn đèn nén hương kinh nguyên tiền vàng. Con cung tỉnh đứa chư vị Long Sơn Thần xả tai. Trong gia trung thổ công đông trùng thứ mạnh táo phủ thần quân thần lên chúa đất cung thỉnh tới các phái tổ tiên các vị chân linh tặng hương hồn cao tăng tổ cáo cao tăng tổ tỷ thúc bá đệ cô di chỉ môi cung thỉnh tới sơn thần bản thổ thổ hoàng thổ địa địa kỳ địa mạch tam mạch phong thủy nhị thập tứ sơn địa thập tu hướng ngũ phương thần vị đạo độ thần quan kính lễ các vị đứng trước đương quyền cai quản ở khu vực này quan vũ lâm sứ giả quan đương liên hành kiến chu vương hành kiến thiên đô chư thần lý tạo tham quan tương cảnh thần hoàn bản thổ đại cơ để cho tín chủ nay được nhất tâm tu lễ báo hiếu cho vong linh hồn của Nguyễn Đức Hầu, nguyên mạnh trị ư nhâm tý liên đại hạn nước trung 22:51 ngày 4/10/5 Canh Tý hưởng dương 49 tuổi ba hồn bảy vía vong linh hồn sống khu thác tiên về cửa về nhà chứng giám con Nam Mô Di Đà Phật. Đồng ra cúc cùng bái ơi nhà chí kim cư Việt Nam mà quốc Thái Nguyên tỉnh thành phố Thái Nguyên tại tổ 10 phường Đồng Quang em Tuế Thứ Canh Tý Liên Đông Thiên Thập Nguyệt Sơ Ngũ Nhật ơi kinh thần hiếu tử nay cung thờ mẫu mạnh phạm thị năng đương thế trình thị ly nam tử nguyễn khánh duy nữ tử nguyễn hồng nhung ý. Cháu của vong linh phạm tuấn hải phạm văn kiên phạm tùng đỗ tùng dương ý. Đồng gia khuyên đặng nhẫn tâm tu lễ báo hiếu cho vong linh hồn nguyễn đức hậu nguyên mạnh chính dư mẫu nhâm tý niên đại hạn đâm trung 22:51 ngày 4/10/Canh Tý Liên hưởng dương tuổi 49 ba hồn bảy vía vong linh hồn sống khôn thác thiêng về cửa về nhà chứng gia minh ơi ô phi ngân hán nọ sơn đông diệp lạc hoa tàng tác sư điều thương thảo mộc nhân sinh tế thượng thủy nhiên thiểu ô nào bất đồng phú quý tôn nhân lai tử sinh bình đẳng gia hữu lan lượng thọ mạnh khởi nhân luân hồi thính thời ngũ đế thanh quân y lan tử thanh bánh ứng miền chi bành tổ trai tam lượng bách nhà tuê ơi nhà chi nhan phạm thanh do tử sinh thần nông dược diệu bất đi hàn tầng trí nhân viên thước ngạc đơn cứu số trung trị chỉ huống nhân sinh tài thế nam nữ sở đồng dùng bánh điên chi tác công danh sự nghiệp cho tiên tạo đình đoán cho hồn thiên ác phân minh ngã phân nhân mộng quy hoàng lương tình độ tự nhân mặt mắt tâm hoài báo đáp phúc dục tri ân công lạc phù kính hào hiếu giám phi nhi cung trần hương là bay cháu con gái cháu cầm ba nén hương cháu quỳ vái ba cái cháu lại cắm nén hương ở chỗ cũ cúc cùng bái cháu cắm ở chỗ cũ ơi ba hồn bảy vía vong linh hồn Nguyễn Đức Hậu ơi trước linh sàng nay các con các cháu cùng thân nhân nội ngoại có vong linh lại đốt nén hương thơm nhất phen chiều thể nghề trời cao vòi vòi đứng giống thình thang từ bé rồi đến lúc lớn khôn nề công của cha mẹ bằng trời cao biển rộng cho ước cha mẹ nằm cho cha mẹ xưa các con đứng
của cha như núi Hà sông Sô, lòng chỉ do bao đáp nghĩa chân thành, âm dương hay cách biệt Phật pháp gia trì tất nưng, trồng theo màu tướng nưng chư Phật nhờ chân ngôn bí mật tối anh linh, về đây thu hướng đang thành nén hương thơm chân hương cơm canh cũng ngôi Hà Hồ này. Ơi a phục di nhất mọi ưu có thức phù hoa chi hồn huyền đoàn tịch mạc kính ưu la chi hồn tư giá nho quy mạc cấp linh thiên lai đồng ta tứ linh hồn hà môn tưởng hình dâm như đặc huyết tâm hoài bao đáp ban đào chất quân còn sơ hữu lệ sai cung trần sơ hiên chân tiểu. Một cháu lên rót một ít rượu vào một chén, xong mở năm chai ra. Rót một chén thôi. Sau cháu gắp thức ăn vào cái bát không ấy. Không phải đắp gắp thức ăn vào bát không, sau về chỗ. Đồng ra cuối cùng bái. Ơi à. Phụ dĩ vi nhân dài đồng hiếu hạ thanh hiếu vàng vô di thu hoa lạc đều hà đáo hà tàn thảm thánh thai nhiên cổ kim nhất ly nhân sinh hiếu hoàng phân bán hoàn nguyên khai tưởng hình dòng như trần bao đáp từ hôm qua tới hôm nay hồn cách mần xuống tuyên tài nhà quỳnh nào cố thi vang lại thân thích họ hàng sầu thảm thiết anh chị em còn cháu tiếng thường tài ai làm nên nỗi đồng tây xa cách do bởi hoàng thiên quát khôn loài soạn vật cụ chi tiêm tế linh thời tin thầy mời hưởng cạn chém hai à toàn đi chân đi tiểu cho chăng là tuần chậu thứ hai sang chém thứ hai sau để bắt thức ăn lần thứ hai. Đồng ra có cùng bái. Ơi à, đại thanh a di đà phật đi phổ dĩ sơ tinh sơ tử hồn xem đồng đồ còn sơ hữu lai phách đáo tây thiên trung mã quốc phiêu chân thái thư dương quyết linh chạc chạc như xà tam tổ khổ lao nguyện mời cửu phẩm liên tri địa tàng sứ đao đao bồng lai tiên cánh di đà tôn giả dấu xuất giao chỉ vĩnh thiết thiên chủ tông thượng hiếu thứ thành tâm tu sản phẩm vân chỉnh tuần tam tuần trung hiên từ hôm qua tới hôm nay hồn cách mặt xuống nam kha chẳng thấy tin đâu về đến nhà cánh trúc phất phơ cơn gió thổi cánh ngô là lướt hạt sương sao sao ta nguyệt làm chi lìa tò yến bắc nhà nam bóng xa nhà nhớ nhật nguyệt linh hòa tin thầy mời hưởng ca chén tam mà toàn chân hề tiểu đồng ra cuối cùng bái. Ơi à, hỡi hỡi vong linh hồn ơi là hồn đi ba hồn bảy vía vong linh hồn nguyễn đứng hầu ơi trước những linh sàng nay các con các cháu cùng thân nhân nội ngoài của vong linh lại xót chén rượu thơm ba phen chiều tình nhờ ơn đức của cha mẹ công sinh thành dưỡng dụng khác nào như núi Hà sông Sô nên nhân coi phúc là đủ phần làm con làm cháu nay phải mỹ câu báo đền nay thời kiến nhân duyên vừa đến trước linh sàng thân quyến tề hôn về
trong phép mò tướng nâng chư Phật nhờ chân ngôn bí mật tối anh linh về đây thu hướng đang thành chén rượu thơm chén nước cơm canh các con cũng ơi à hồ linh số kiếp con người ta nay sống ở trên đời khác nào như chiếc thuyền thoi linh linh mặt nước sương xuôi tối mờ tìm mà nò bên kia không có vơ lìa còn hòng ở lại cái tân tứ đại chiều những mảnh trời bằng néo xa xôi muôn đời tiên chiếc như bão hồn nay nay hồn đã thác hương à rồi ơi à, ba hồn bảy phía vong linh hồn nơi là hồn hình thôi thì số kiếp con người ta nơi sống ở trên đời khác nào như ông làm tổ hôm mai hơn hở tức hoa bay tới gần xa đem về làm mật no đủ mọi vật mùi ngọt mùi cay dành để tháng ngày giữa người săn đó trong hoa canh la tô cá mật đầy ai ngờ ngày nay nắng rồi lại mưa già giá mưa rồi lại nắng tân cá do làm tổ đúng công bình trần cuồng phong giờ vào